afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ chơi về chị mù cho mọi người cùng xem vào sáng thứ năm. Sáng ngày hôm nay mình sẽ học và chiều mai mình họp. Tuần tháng nào mình cũng sẽ họp một buổi hết trơn á. Mà dạo này là họp vào đầu tuần không ạ? Bữa trước thì học thường là họ sẽ họp vào giữa. Bữa nay họp vào đầu. Mình thấy là họp buổi nào cũng được thôi, nhưng mà nhiều khi đi họp thì mình cảm thấy nó có một cái gì đó nó muốn về nhưng mà muốn về nhưng mà không được về, phải ở lại để dự. Nếu mà điểm danh mà vắng nhiều quá là cuối năm tổng kết lại là mình sẽ bị phê bình rất là phiền. Mà một buổi một tháng thì cũng không có quá nhiều, cho nên là cái gì thì mình tập trung để mình đi luôn, chứ không thì một năm có 12 tháng thì họp 12 buổi. Nhưng mà nhiều khi có một vài việc nó sẽ phát sinh ra thêm, cho nên là nó sẽ tăng lên khoảng 3-4 buổi gì đó nữa. Bởi vậy cho nên là cái đi họp đó hay điểm danh lắm. Mà không đi ấy, là tiêu luôn. Chính vì là chiều ngày mai mình họp cho nên là tối nay thì chắc là mình không có stream như là thông báo trước được rồi. Ủa cái gì vậy? Cái gì mà tôi sửa được 50% máy rồi mà bà còn chạy ra đây? Cho nên là mình sẽ rời vào thứ bảy với chủ nhật. Lại thêm cái bà chủ tế nữa. Đông vui dữ vậy. Thứ sáu thì cũng được, nhưng mà partner của mình thì bận, cho nên là mình phải rời qua thứ bảy với chủ nhật. Mù gặp chị nhện trong bát nhà thương, thật sự rất là sốc, trầm cảm luôn á. Thà gặp Jack còn hơn. Gặp Jack nếu mà đánh gió thì mình vẫn có thể chạy bình thường, chứ nếu như mà gặp nhện mà dính tơ vào là đi chậm lắm luôn á. Nhưng mà sửa máy thế này mà vẫn chưa có người bị mất máu là ngon rồi nè. Mù chơi map này rất là ngon, mà gặp nhện là hơi rén thôi. Bởi vì là nó chăng tơ đi nhanh lắm. Một con mù với thể lực yếu thì chắc chắn là sẽ rất là sợ. Bữa nay là... Đừng chị ơi. Đừng chị ơi. Nó mù rồi. Bữa nay là mình nghe lời mọi người, mình chuyển cái SH, cái flywheel effect lên trên cái phần điều khiển nhân vật. Cảm giác là nó sẽ tiện hơn để mình bấm ấy. Nhưng mà vẫn phải căn chỉnh làm sao cho chuẩn nhá. Nhiều khi bấm SH mà bấm lộn sang skill cũng rất là phiền. Trời ơi, bà chết liền luôn má. Khổ ghê á. Mình chơi mù thì mình vẫn có một cái gì đó rất là sợ Hunter. Bởi vì là thể lực yếu. Vậy thôi à. Còn về cái đánh gậy thì cảm giác bây giờ vừa đi vừa đập được thì rất là ngon rồi. Đây để mình đi cover luôn này. Khổ ghê á. Chết liền mà chết xa đấy chứ. Không biết cứu kịp không cơ. Không cứu kịp rồi. Nếu mà sợ tẹt rô nữa là cứu không kịp. Thôi là cứu 51 rồi. Rồi chạy đi. Chạy đi còn... Mẹ cứu dậy rồi không chịu chạy đi. Còn quay lại đánh con Hunter làm cái mẹ gì không biết. Chả hiểu nổi. Thôi biến đi. Làm cái trò gì không hiểu nổi ấy. Tự nhiên chạy được rồi ấy, mà còn quay trở lại đánh nó nữa. Bay luôn. Dừa. Chủ tế đỡ một hit như thế rồi. Làm màu nhưng không phải lỗi. Trận này có luật sư với mình, hai đứa là chuyên đi giải mã này. Bây giờ chắc nó đè nhỏ chủ tế luôn. Thịt quá. Trời ơi. Chị nhện đít bự. Sửa máy thôi. Ô máy luật sư sửa cũng gần xong rồi. Ngày hôm nay là rất là có thêm bộ skin của nhân vật người đánh bóng. Chắc là buổi chiều nay mình nghỉ là mình sẽ làm. Cho nên là mọi người tranh thủ là nhớ ấn vào
kênh của mình và nhấn chuông thông báo nhá. Dạo gần đây thì mình thấy là cái video của mình chất lượng nó hình như là đi xuống hay sao ấy. Có vẻ tương tác đồ rất là ít người coi. Giảm tương tác rất là nhiều. Không biết lý do vì sao, nhưng mà mình nghĩ chắc là do mọi người đi học. Nhưng mà mình vẫn cố gắng chăm chỉ đều đặn để làm công việc của mình. Nếu như có cái gì mọi người cần thay đổi thì mọi người cứ comment cho mình để mình có thể là điều chỉnh tốt hơn. Chứ mình thấy là cái chất lượng đi xuống vậy thì mình cũng khá là buồn. Nhưng mà cái công việc của mình như thế rồi thì mình vẫn phải làm thôi. Mình không thể nào thay đổi được cái gì khác cả. Tại vì là mình ít khi nào thay đổi. Cái gì mà thay đổi về cái nội dung ấy, kiểu như là mình không có thời gian nhiều. Đây, cứu. Trời ơi. Ngu, mình nói thật sự là... Ấy, trời ơi, sao đập cái bán nhỉ? Mình nói thật sự là khi mà mình bị chơi mù mà mình không biết con nhện với đít con nhện ở đâu luôn á. Trời ơi, nó đi kìa má ơi. Lên. Ok. Nhẹ nhõm luôn á. Mình cứ tưởng là mình sẽ gục cơ. Nó đi nhanh kinh khủng luôn. Đánh. Dừa. Chạy thôi. Ủa đồ bố trợ gì á? Thôi chết rồi. Te le đi sang máy bên kia. Không biết bên hai bạn kia như thế nào đây. Đổi luật sư rồi. Chết dở thiệt chứ. Thà mà cai 5 giây mà kiểu cố gắng hết sức đi thì không nói. Cứu ghế như thế đó, còn không hiểu sao body block cho như vậy rồi mà còn quay lại đánh con Hunter cho bằng được. Chẳng hiểu lý do là cái gì nữa. Đánh nó thì thiếu gì cơ hội đâu. Ủa sao nó không nhấc luật sư lên nhỉ? À đuổi bà chủ tế. Đây, để mình đập cái ván này cho chủ tế lăn vô này, lấy tốc chạy. Chủ tế hay mang 369 lắm. Vô. Ngon. Chạy vào. Chỉ thấy em đã nhìn chằm chằm vô hình của chị. Tham giết được luật sư rồi mà không chịu cho lên ghế nữa. Mình cứ tưởng trận này hòa. Ok mọi người đừng chuyển kênh nhé. Mình sẽ lại thêm trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem. Rồi mình đã quay trở lại trận đấu thứ hai ở xưởng vũ khí. Trận này thì sẽ cô gái ngủ mê. Rất là xinh. Ôi Joseph. Núp. Ôi không kịp núp luôn rồi. Mù mà gặp Joseph nữa. Trời ơi. Sao mà mình gặp Hunter nào mình cũng rên rỉ như thế này không biết. Nhưng mà mình nói thật sự là khi mà mình cầm mù nhánh flywheel này á, thì mình rất là run luôn. Kiểu sợ đét dơ á mọi người. Mình chỉ sợ đét dơ thôi. Cái này nó tương tự giống như kiểu là bút cú của tiên tri vậy đó. Thấy nó đánh, nó vung tay lên là mình dead liền. Chứ nếu như mà flywheel. Thôi xong, nó đánh được thư là mình gần đấy nữa. Khổ. Sao mà vô bắt người mà dễ dữ vậy trời. Ô nó chém mình có một hit thôi để nó lấy skill với cả cấu máu lẻ của mình. Một hit là mình chết. Để hết mấy ảnh rồi đập gậy nha. Chứ không là cũng hơi mệt á. Rồi đập. Đập. Bấm hoài cũng được. Chết rồi nó dí mình mọi người ơi. Đập làm cái gì. Mù có nhánh 9 nhưng mà không có nhánh nhảy. Hình như là không có nhánh nhảy cửa sổ. Bách bài nữa chứ. Ói. Nó chém mình một hit là mình chết. Mà nó không biết là có bling nữa cơ không cơ. Mình sẽ quyết định đi luôn mà không có canh ván. Sợ bling quá. Thôi nói cho vui. À phá ván. Không bling à. Má nó đi nhanh như con ngựa vậy đó. Yo. Thấy nhanh ghét hát của mẹ chưa. Dead vô mù. Anh ơi đừng bách bài nữa anh ơi. Lại chụp ảnh. Thôi chắc là mình phải chạy vào khu máy ảnh để mình cai luôn.
Chứ nếu như mà không có chui vào thế giới ảnh cai là một tội đồ nha. Chắc chắn là một tội đồ luôn á. Ủa nó đâu rồi? Thanh niên bỏ à? Ô, mặn nhỉ. Nếu mà mọi người cai mà Joseph mà bật máy ảnh thì chui vào đây cai để mà bảo toàn cái lượng máu mình ngồi trên ghế. Với cả là nó đập ván này, đập địa hình gì nó cũng không ảnh hưởng gì thế giới bên ngoài. Cho nên là mình nhảy vô thì mình cũng có thể nhìn được trang phục của mình sẽ đẹp hơn, đúng không? Đây này, đẹp quá trời đẹp luôn. Chỉ có bà mù, một bộ trang phục u ám được vào đây nó có mới có màu thôi. Đó là do góc nhìn của bà mù nhé. Còn những nhân vật khác thì tất nhiên là cái màu nó bình thường. Để dăm nốt cái máy này. Mình cũng không biết phải làm sao để cái lượng máu của mình nó giảm xuống nữa. Mà mình đứng gần ngay cái chỗ máy vậy mà nó cũng không bắt được ảo ảnh của mình. Tức thiệt chứ. Nếu mà được đồng đội heal đầy máu thì ngon. Giờ là nữ vũ công với cả cao bồi là phải me me cái máu để mà còn đi cứu người ấy. Wow. Tính ra máy nãy giờ còn 5 máy có điên không? Nhưng mà mình thà gặp Joseph còn hơn là gặp cái thằng Hermit nhá. Mình mệt quá. Mình chơi mech mình cũng rất là mệt. Rồi mình chơi thăm dò mình cũng rất là mệt. Sửa máy nó lâu. Mà Pram cũng lâu nữa. Nhiều khi thấy đồng đội gục rồi mà Pram nó lâu như con quỷ vậy đó. Trời ơi. Trầm cảm luôn đó mọi người. Không biết là trưa nay về nên ăn gì. Ngày hôm qua mình vừa mới mẹ vừa bỏ cho một bịch khoai lang, bỏ vào cốp xe để mang lên. Chắc là trưa nay về luộc xong rồi uống sữa vi sinh đó mọi người. Broby ấy, cái đó gọi là gì? Sữa gì? Mình quên mất tên rồi. Sữa kháng sinh à? Cái gì vi sinh gì đó không nhớ nữa. Nhưng mà uống nó chua chua thơm thơm. Ăn khoai lang. Trời ơi. Thật sự là nghĩ đến thì cũng thèm. Nhưng mà ăn khoảng 2-1 củ đổ lên là nó ngán. Nó ngán kinh khủng luôn ấy. Trời sợ ăn jump scare quá. Sửa máy mà cứ phải lo sợ. À nó ở xa mình lắm. Ủa không 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 không. Ở xa không? Thấy nó cứ lảng vảng đâu á. À túp bên kia lận. Giờ là nữ vũ công cứu nè. Xong rồi là ai đi heal cho cao bồi đi. Để chị dăm máy cho. Chị sẽ là người dăm máy cho các cưng. Nhánh Death Ha. Nhánh Flywheel hồi rồi. Bây giờ là mình đang trong chế độ tăng tốc giải mã cho nên mù sửa gớm lắm. Ở một mình như mình đây thì mình cảm thấy rất là buồn, không có ai nói chuyện ấy. Nhưng mà ở một mình thì thoải mái, tự do. Nhưng mà cái lúc mà đi học ấy, thì có bạn bè đồ nói chuyện thì cảm giác nó cũng đỡ. Nhưng mà bây giờ thì đang ngồi ở trong bốn góc phòng nhìn nó cũng khá là buồn. Vậy cho nên là mình toàn muốn về là nhiều. Mấy đứa bạn nó hay nói là sao mà siêng thế, nhưng mà mình thấy mình cũng đâu có siêng lắm đâu. Nhà đi cũng 2 tiếng. Bữa nay thì xăng nó cũng giảm giá rồi. À, 24. Ủa sao đầu hàng vậy? Ủa sao thắng vậy? Ồ nếu mà thắng vậy thì mình cảm ơn nhé. Bye bye mọi người. Chúc mọi người có một buổi sáng thật là vui vẻ nha. Hẹn gặp lại mọi người vào lần sau.